kéo lê xe máy sau tai nạn, tài xế ô tô ở Bình Dương dùng hung khí tấn công người truy đuổi. Sau khi va chạm giao thông, ô tô bán tải không dừng lại mà kéo lê chiếc xe máy dưới gầm. Khi người dân truy đuổi kịp, chặn xe lại, tài xế bước xuống dùng hung khí tấn công. Sáng mùng 1 tháng 1, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh rất đông người vây quanh chiếc xe ô tô bán tải. Hình ảnh cho thấy, nam tài xế bước xuống xe, trên tay cầm hung khí tấn công những người vây quanh xe. Tài xế ô tô tỏ ra rất hung hãn nhưng vẫn bị một số người dân tiếp cận khống chế. Nam tài xế sau đó được đưa về trụ sở công an để làm việc. Theo tìm hiểu của phóng viên Tiền Phong, vụ việc xảy ra vào khuya ngày 31 tháng 12 năm 2022 trên đường đội tuyển 743, đoạn qua phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Vào thời điểm trên, chiếc ô tô bán tải lưu thông trên đường đội tuyển 743 và xảy ra va chạm với chiếc xe máy. Tuy nhiên, sau vụ tai nạn, tài xế ô tô không dừng lại để giải quyết mà lái xe đi tiếp, kéo lê chiếc xe máy dưới gầm. Thấy vậy, người dân đã truy đuổi chiếc xe gây tai nạn từ ngã tư Bình Chuẩn đến ngã ba Bình Cuối, trên quãng đường khoảng 500m thì chặn lại được. Bị chặn lại, tài xế xe bán tải bước xuống xe, trên tay cầm hung khí, tuyết sắt, đuổi đánh những người dân vây quanh nhưng sau đó bị người dân khống chế. Nhận tin báo, công an địa phương khẩn trương đến hiện trường điều tra, làm rõ vụ việc. Theo thông tin ban đầu, tài xế khai nhận nguyên nhân kéo lê xe máy dưới gầm và dùng hung khí tấn công người truy đuổi là do sau khi xảy ra va chạm. Tài xế xe bán tải bị nhóm thanh niên có hành vi đe dọa. Sợ bị đánh, tài xế lái xe bỏ chạy khỏi hiện trường. Tuy nhiên, nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.